Xin chào cả nhà, xin chào những người đã ủng hộ kênh review nước hoa trong thời gian qua. Thì các bạn thấy không, ở dưới góc bên tay trái, tay phải của mình á, thì mình mới hồi trước cách đây 6 ngày mình làm clip, mình cảm ơn 100 người subscribe đầu tiên ủng hộ channel của mình. Thì chưa được một tuần, bây giờ mình đã được 151 subscriber rồi. Thì mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tin tưởng và yêu thương trang review nước hoa trong thời gian qua. Thì các bạn cũng thấy đó, trang review nước hoa của mình á, không có phải dành cho buôn bán nước hoa. Mình làm những video để review nước hoa, mục đích chủ yếu là để chia sẻ niềm đam mê về nước hoa. Chủ yếu là giống như mình thấy những chai nước hoa nào mà hay, mới lạ mà đáng tiền mua á, thì mình review để cho các bạn có thể có thêm nhiều sự lựa chọn thôi, chứ mình không có buôn bán gì hết. Mình nhiều bạn add Facebook mình, xong cái nhiều bạn hỏi mình trên Facebook đó là bạn có bán nước hoa không, bạn mua giùm mình chai này chai kia đi. Mình trả lời thẳng luôn là xin lỗi bạn, mình không có bán nước hoa. Mình lập cái channel này chủ yếu là để chia sẻ niềm đam mê với tất cả mọi người Việt Nam trên thế giới. Thì không không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả những người Việt Nam, cho dù có bạn ở Nhật, có bạn ở Đức, có bạn ở Pháp, có bạn ở Mỹ. Thì đó, nhiều bạn nói là giống như là họ xem rất là nhiều channel của người nước ngoài review về nước hoa, nhưng mà họ kiếm rất là ít những cái trang của Việt Nam. Thì đây cũng là một một trong những trang Việt Nam mà review về nước hoa để cho các bạn có thêm nhiều sự lựa chọn mỗi khi các bạn muốn mua những chai nước hoa. Có thể là dùng làm signature scent, hoặc là nguyên chai các bạn thích lâu rồi nhưng mà không biết có nên mua hay không á, thì có thể nhờ thông qua cái channel này hoặc là một số channel mà của người Việt Nam của chúng ta trên thế giới á, thì các bạn có thể giúp ích cho các bạn trong 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 quá trình các bạn sưu tập nước hoa. Thì mình xin lặp lại là mình không buôn bán và mình không có nhận đặt hàng gì hết. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm, các bạn đã hỏi thăm mình, là các bạn nhờ mình là mua giùm, nhưng mà mình xin lỗi là mình không có nhận hàng. Cũng có nhiều bạn chat với mình nói chuyện rất là dễ thương. Các bạn nói là mình rất là yêu thích channel của bạn, tại vì bạn review nước hoa rất là sát với thực tế, rất là sát với lại cái mùi hương của chai nước hoa đó. Thì ý là giống như các bạn, cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình. Thì mình đã nói rồi đó, mình không có bán nước hoa, mình không có nhận đặt hàng, cho nên mình thấy chai nước hoa đó làm sao, mình nghĩ làm sao thì mình review nó như vậy thôi. Chứ mình khỏi chứ mình gạt các bạn đó làm cái gì, mình đâu có bán đâu, đúng không? Ví dụ không lẽ chứ mình ghét chai Terre de Hermes, thì không lẽ tụi mình nói ồ chai đó nó hay lắm, chai đó này nọ là các bạn nên mua này nọ đồ, mặc dù chai đó rất là nhiều bạn yêu thích nhưng mà mình không thích, mình đâu có quan tâm nó đâu, cho nên mình không có mua. Ví dụ như bạn yêu cầu review chai Terre de Hermes, ok, thì mình review cho bạn. Mình dùng danh nghĩa là người ngoài cuộc, người thứ ba, mình review giống như là rất là khách quan thôi. Mình thấy sao thì mình review vậy, nhưng mà mình không có thích chai đó. Đó là giống như cái điểm đặc biệt của cái channel của mình, đó là mình review theo cảm tính của mình, chứ mình không có review để mình xạo xạo là những giống như những cái channel khác là họ review chai nào họ cũng khen là chai này thơm, chai này nọ đồ á, chủ yếu là họ để bán thôi, còn mình không có bán, cho nên mình thấy sao mình review vậy đó. Rồi các bạn rất là dễ thương, các bạn nói là giống như là bạn rất là vui khi mà kiếm được channel này của mình, là nhờ nhờ channel này của mình mà bạn đó biết được rất là nhiều chai nước hoa mới và rất là nhiều chai nước hoa lạ. Thì mình cảm ơn bạn. Thì nói chung là các bạn cứ có cái gì thắc mắc hay cái gì á, thì nếu mà mình biết bao nhiêu thì mình sẽ góp ý thôi, chứ không phải là mình chỉ gì. Mình thực ra mình nói rồi, mình không phải là chuyên gia về nước hoa, mình mới chơi nước hoa từ tháng 9 năm 2017 thôi. Tới đây để coi coi
mới có 6-7 tháng à, đâu có nhiều đâu. Thì tại vì mình bên giống như mình ở Mỹ thì có điều kiện đi tới shop này shop kia, thì nó có mấy cây nước hoa nhiều khi bên Việt Nam họ không có bán phổ biến thôi, chứ mình cũng không có nhiều tiền cho lắm. Mình cũng bình thường, mình cũng làm lương không có cao cho lắm, thì mình sưu tập mấy chai này cũng để dành tiền dữ lắm mới mua được thôi, tại mê quá ghiền quá thôi, chứ cũng không có giàu có gì. Cho nên muốn mà mình mà giống như nhiều bạn giống như kêu là review mấy chai sample nhỏ nhỏ như sao chính xác hỏi, chứ cứ bây giờ cứ không lẽ mình review David of Cool Water bắt mình mua chai đó, hay là Terra Remix mình không thích bắt mình mua chai đó, hoặc là Dior Sauvage hay Bleu de Chanel mấy chai nổi tiếng đó ai cũng thích nhưng mà xài không có hợp với mình, không lẽ mình mua về mình review cho các bạn coi trong khi mình không có xài, đúng không? Cái đó không có cái đó vô lý lắm. Mình những cái chai nào mình mua mình có chai á thì mình đem ra mình trưng bày mình review, còn nếu mà mình không có thì mình đem sample mình review thôi. Nếu mà bạn nào thích thì bạn đó coi, còn bạn nào không thích thì mình cũng không có miễn cưỡng, đúng không? Đâu có, mình làm cái này đâu có lấy tiền đâu, cái này đâu có dễ ăn tiền đâu, đúng không? Làm chơi cho vui vậy thôi, rảnh rỗi thì mình làm chơi vậy thôi. Thì nói tóm lại là mình rất là biết ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì sau đây là mình xin nói tiếp vấn đề là có những chai nước hoa á. Đây là những chai nước hoa mà gần đây có nhiều bạn đề nghị mình review á, thì có chai Descente nè, Hundred Silent Way gì đó thì mình chưa nghe bao giờ, mà mình kiếm trên mấy trang web bán nước hoa gần ở chỗ mình ở thì họ không có bán cho đó. Thì xin lỗi bạn này yêu cầu chai đó thì mình không có, mình sẽ không review cho đó. Rồi chai tiếp theo là Tom Ford Noir Extreme với lại Terre Hermès với Versace Eau là ba chai đó mình có sample sẵn ở trong tủ đó, là muốn review lúc nào là có lúc đó. Thì rồi xong có thêm mấy bạn review yêu cầu review chai Dunhill Icon Original nè, Jean Paul Gaultier Ultramel với lại Thierry Mugler Puymore. Thì ba chai đó mình hiện tại mình không có sample, nhưng mà ba chai đó kiếm sample rất là dễ, thì khi nào mình kiếm được thì mình sẽ review cho. Mấy chai mà designer này kiếm sample rất là dễ, tại vì mình không có quan tâm cho nên mình không có xin, chứ muốn xin lúc nào cũng có đó. Mình có quen cái cô bán ở trong Bloomingdale's á, muốn xin chai nào cô cho chai đó, cô dễ thương lắm. Tại mình không cần cho nên mình không có xin thôi. Thì nếu mà bạn nào mà giống như tò mò chai nào mà giống như tính mua á, nhưng mà giống như bên Việt Nam họ không có rộng rãi, không có cho sample hay là không có chỗ mà để tới thử á, thì các bạn cứ để lại comment ở phía dưới hoặc là chat add Facebook mình, nó chat qua yêu cầu bạn ơi review review chai vậy vậy vậy, ok thì mình đi kiếm sample mình review. Nếu mà những chai nào mà có thì mình sẽ xin, còn những chai như cái chai mà Nisane hơn Red Silent Way gì đó khó kiếm quá thì mình sẽ không xin. Rồi có nhiều, rất là nhiều bạn bữa giờ cũng phải 6-7 người đó yêu cầu mình review chai Amore Jubilation 25. Thì mình đã nói rồi, mình nói cái Amore họ làm cái chai nước hoa rất là phức tạp, không có dễ mà giống như thấu hiểu được nó đâu, cho nên nói ra thì nó hơi ghê gớm nhưng mà quả thật là như vậy. Thì không phải là mình không muốn review liền, mình cũng rất yêu thích chai này, nhưng mà mình chỉ muốn xài nó chừng thêm 1 tháng hoặc là 2 tháng nữa coi coi được mình được thấu hiểu được bao nhiêu, thì lúc đó mình review nghe nó mới hay. Chứ bây giờ review đại nhiều khi mình review sai, review ẩu, mà cái chai này coi như là người ta nói là cái chai này là hay nhất trong nhà Amore. Thì mà nếu mà bây giờ mình review ẩu thì nó uổng quá đi, cho nên mình muốn để dành xài một thời gian, khi nào mà mình rành nó rồi hay là mình thấy nó là ok đó thì bắt đầu mình mới review, là lúc đó là mình sẽ upload nó lên cái channel của mình. Thì đó, chai này mình cũng mới mới có hồi tuần vừa rồi thôi, cũng chưa có dịp xài nhiều cho lắm. bữa giờ đang vô mùa xuân mình đang xài chai Emmanuel Chindo danh nhà mà chai Florentine Iris không à, là ít ít giống như là các bạn biết không, có bạn hỏi mình nó là ủa sao sao bạn mua nhiều chai nước hoa vậy, rồi rồi sao có clip bạn nói là Signature Scent chỉ nên có 1-2 chai thôi. Thì mình xin thưa là mình chỉ nói trong clip đó là bạn nên có ít nhất 1 hoặc là 2 chai Signature Scent, không có có nghĩa là bạn chỉ cần 1 hoặc 2 chai thôi. Tại vì nếu mà ví dụ như bạn chỉ có 1 chai đi,
thì các bạn nhìn đi, cái chai Versace Aero đâu có thể nào xài quanh năm đâu, xài mùa hè nó rất là nồng. Hoặc là cái chai Jubilation này cũng vậy, xài mùa hè nó đó nó cũng rất là nồng đó. Thì không phải chai nước hoa nào cũng xài quanh năm được, có một số chai xài quanh năm nhưng mà nhiều khi nó mùa đông hoặc là những mùa lạnh thì nó giống như là những cái nốt hương nó phù hợp hơn là mùa nóng vậy đó. Thì nên có ít nhất thôi nha, mình khẳng định là ít nhất một hoặc hai chai, không có nghĩa là chỉ cần một hoặc hai chai. Thì hiện tại giờ mình có 4 chai Signature Scent dành cho 4 mùa, là mùa xuân á, là chai Zegna Florentine Iris, mùa hè á, là Creed Aventus, nhưng mà mình không có xài Creed Aventus tại vì mình đã nói rồi nó rất là mắc tiền, không phải mình xài ẩu xài tả, mà mình chỉ để dành là giống như là đi họp hay là đi đám cưới hoặc là đi khi mà mỗi lần đi phỏng vấn xin việc làm thì mình xài đó. Còn mà ngày thường mà đi làm bình thường mình không có xài, thì mình thế cái ngày thường mà cho mùa hè á, cho nó signature scent của mình á, là mình xài chai để coi coi Amancera Sacerbosa, thì cái mùi đó nó cũng là hương trái cây, hương rất là thích hợp cho mùa hè. Thì mùa hè mình xài cái Amancera Sacerbosa, còn mùa thu á thì mình xài chai Amore Lyric, là cái mùi hoa hồng nó rất là hay. Còn mùa đông á, là mình xài Amore, cũng là Amore luôn, một là chai Jubilation này, hai là chai Interlo, nhưng mà chai Jubilation này nó rất là sang, cho nên đi làm bình thường ngày thường mình không có xài đâu. Mình cũng đi nhà thờ hay gì mình lấy chai Jubilation này ra xài nó sang hơn. Đó. Thì ý mình là vậy đó, không mình có giống như các bạn nên có ít nhất một hoặc hai chứ không phải là chỉ hai, một hoặc hai là đủ thôi, thấy không? Tùy thôi, ví dụ như bạn muốn có một hoặc là bốn gì cũng là tùy thôi, nhưng mà mình á, mình xài signature scent là như vậy. Ví dụ như một năm 12 tháng đi, thì giả sử như 3 tháng là tháng 1, tháng 2, tháng 3, thì tháng 4 là mình xài chai tháng 1, tháng 3 thì mình xài Florentine Iris, thì tháng 4, tháng 5, 6 là xài Creed Aventus hoặc là Mancera Sacerbosa vậy đó. Khoảng 8, 9 là như cái chai Amore Lyric vậy đó. Ý là giống như trong 3 tháng vậy đó, là bạn xài một chai đó, thì ví dụ như bạn đi làm hay bạn đi đâu đi thì bạn xài có một mùi đó thôi, thì giống như người ta ngửi mùi đó là người ta biết là bạn liền, đúng không? Có nghĩa là mình có một cái gì đặc biệt riêng á, là người ta ngửi tới mùi đó là ta biết mình chứ như vậy đó. Ý ý mình là vậy thôi đó. À, tiếp theo á là đây, có bạn hỏi là bạn làm clip về cách chỉ cách xịt nước hoa với lại cách bảo quản nước hoa đi, thì cái clip này nó hơi dài, thì nếu mà làm về mà cách xịt nước hoa với lại cách bảo quản nước hoa thì nói rất là lâu, nói lâu lắm. Thì hiện tại mình giống như là clip này mình chỉ cảm ơn, chủ yếu mục đích clip này là mình chỉ muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel này của mình thôi. Với lại điều thứ hai nữa là mình muốn giống như cho các bạn biết là có những bạn tính review chai dạ dày vậy, thì mình có thể mình sắp tới mình sẽ review vậy thôi. Còn còn cái này thì nó chỉ là phần phụ thôi, mình nói sơ sơ thôi, là mình cất giữ nước hoa của mình là mình giữ nguyên hộp, mình không có quăng hộp. Mình mua bất cứ chai nào cũng vậy, mình giữ hộp lại để mình thứ nhất á, là cho nó tránh cái ánh sáng, giống như là nó nước hoa của các bạn mà muốn giữ lâu á, là nó phải hạn chế tiếp xúc với ánh sáng càng nhiều càng tốt, cho dù ánh sáng ánh đèn hay là ánh sáng mặt trời là nó rất là độc, nó là kẻ thù số 1 của nước hoa, theo theo như mình biết là như vậy. Ánh sáng trong nhà thì không sao, nhưng mà ánh sáng mặt trời nó có thể làm biến đổi cái giống như là biến chất cái hóa học trong cái nước hoa của mình xài đó. Thì lúc nào mình cũng giữ lại cái hộp đó. Còn thứ hai, cái mục đích giữ lại cái hộp nữa là nhiều khi bạn ví dụ như bạn để trong đây đi, ví dụ như bạn ở, các bạn thấy không, ở phía trước là hai chai danh nhà, hai chai quýt, phía sau là ba chai Amars, là ở khi phía sau nữa là có mấy chai khác, thì ví dụ như các bạn bày hết nguyên đống vậy đi, nhiều khi các bạn muốn thò tay chai ở chiếc trong cùng á, rồi lỡ tay giống như vô tình làm ngã cái chai kia, nhiều khi nó đập xuống nó bể, đúng không? Nó bể chai nước hoa, thì cái hộp này cũng là dùng để bảo vệ chai nước hoa khỏi bị, lỡ khi có bị ngã thì cũng nó cũng không có bể vậy đó. Đó, cái điều thứ nhất là mình là khi mà bảo quản nước hoa là mình giữ lại hộp. Cái điều thứ hai á, là mình giống như là
phải để nó ở nơi khô thoáng, giống như nhiều nhiều bạn hay để nó ở nhà tắm á, để trong nhà tắm rồi tắm xong cái lấy ra xịt nha, cái đó đừng có nên để, tại vì nhiều khi bạn tắm nước lạnh hay là tắm nước nóng, nhiệt độ trong trong toilet nó ẩm nữa, tắm xong nước hơi nước nó lên nó dễ hư nước hoa lắm, cho nên không có nên bỏ nước hoa, cất giữ nước hoa trong tủ tủ nhà tắm, chỉ nên để nước hoa ở những chỗ khô ráo như trong tủ quần áo của mình á đó. Thì mình có cái tủ riêng này, hồi trước mình để băng dĩa này nọ, rồi bây giờ cái mình quăng, bữa mình dọn ra mình bỏ cái thùng kia riêng, xong còn cái tủ, còn cái chỗ này thì mình để nước hoa để mình cần lúc nào mở ra thì có nó trong đó, đó. Thì mình để trong phòng ngủ của mình. Còn nhiệt độ thì cái đó khó nói lắm, tại vì không phải bạn nào cũng có điều kiện bỏ bỏ nó trong, ý là không phải bạn nào nhà cũng có điều kiện mở máy lạnh điều hòa suốt ngày rất là hao điện, thì nhiều khi nhà bạn nó nóng đó, cho nên khí hậu bên Việt Nam nữa, cho nên những bạn nào mà xài nước hoa mà khí hậu bên Việt Nam mà không có điều kiện mở máy lạnh thường xuyên cả ngày á, thì nước hoa nó rất là dễ là hư hơn là những giống như bạn để nhiệt độ mà giống như nhiệt độ trong, theo như mình biết á, là cái nhiệt độ bảo quản nước hoa thường thường mình nhớ không lầm á, là từ 18 cho tới 20 25 độ hay sao, mình không có nhớ rõ, mình chỉ lấy nghiên cứu, nhưng mà mình chỉ ví dụ vậy thôi, ví dụ là nhiệt độ khoảng từ 18 cho tới 25 thôi ha, ý vậy đó. Mà các bạn thấy không, bên Việt Nam mà trời nóng cái là nó lên tới 37 40 độ luôn đúng không, thì nước hoa rất dễ là hư. Thì có bạn á, ví dụ mà có bạn nào mà sở hữu chừng có một hai chai thì có thể bạn bỏ vô tủ lạnh được, mà những bạn nào mà sở hữu như 30 40 chai thì chỗ đâu mà để đúng không, thì cũng phải để ngoài thôi đúng không. Còn bên bên đây á, bên đây mà mấy thằng mà nó nghiện nghiện á, nếu mà nó quý mấy chai nước hoa mắc tiền á, thì nó mua cái tủ rượu á, nó mua cái tủ rượu riêng, nó lấy mấy cái miếng sắt mà để chai rượu nằm á, nó bỏ ra hết, xong nó để nước hoa trong tủ rượu của nó. Mình thấy cái đó cũng ok, nhưng mà tới tháng phải tốn thêm tiền điện để chạy cái tủ rượu đó nữa, cho nên mình không có tính mua. Đó thì mình nói sơ sơ vậy thôi, là về cái cách bảo quản nước hoa là mình dùng vậy đó. Cách xịt á, thì không chi tiết thì mình không có nói hồi bữa nay ha, ý là mình chỉ nói sơ sơ thôi, là cách xịt á là giả sử như các bạn thấy chai Creed Aventus ở bên góc tay phải màu đen á, thì cái dầu nó rất là mạnh mà cái độ tỏa hương, độ lưu hương của nó cũng rất là lâu, cho nên thường thường mình có xịt mùa hè mình xịt chừng 2 tới 3 thôi, là mình dở cái mình dở cổ áo ra, mình xịt hai bên ngực là một cái hai cái với một cái sau gáy nữa là 3 cái, là khi mà các bạn đi á thì cái hơi gió nó tạt về phía sau á, nó để lại cái hương, các bạn xịt cho gáy á, để lại cái hương ở phía sau, thì những người nào mà đi phía sau các bạn họ sẽ nghe mùi. Còn còn phía trước ngực mình á là để mình tự sướng, ý là mình tự hửi cái mùi hương của mình, hoặc là dùng giống như khi bạn nào có bạn gái á, thì giống như các bạn nghĩ không, bạn gái ôm nằm lên ngực không, ngửi được cái mùi hương Creed Aventus quá phê rồi đúng không, ý là vậy đó. Mình xịt hai cái vô ngực xong cái hả đó, lâu lâu mình cứ cầm cái áo mình vũ 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 cho nó bay, cái nó phản phất cái mùi Creed Aventus lên, ngửi đã lắm các bạn. Nếu mà bạn nào có bạn thử làm, hay bất cứ chai nước hoa nào nếu mà bạn xịt vô trong ngực á thì nó vũ 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 nó sẽ lên. Rồi có bạn nói á là hồi trước giờ mình toàn tắm, giống như mình nghe nói là giống như là khi mà tắm rửa xong thì nên xịt nước hoa lúc sau khi tắm rửa, thì cái đó là đúng, nhưng mà bạn đó là xịt đó là bạn đó xịt không có mặc áo, ở chừng xịt xong rồi mới mặc, để nó khô ráo xong mới mặc áo vô thì rất là ổn, thì đúng không, thì ví dụ bạn xịt về đi thì áo bạn nó đâu có dính mùi nước hoa đâu đúng không, khi mà bạn để cái nước hoa nó khô đi thì bạn mặc áo vô nó đâu có dính đâu. Còn mình á thì mình xịt lúc mà mình vẫn mặc áo luôn, mình chỉ dở áo lên, dở cái cổ áo xuống, xong cái mình xịt hai bên ngực là nó vừa dính vô ngực mà nó vừa dính vô áo luôn, lúc đó nó thơm hơn đúng không, ý là mình xài vậy đó, mình xịt cách vậy đó. Còn gì nữa không ta, ồ wow, 10 clip này 19 phút rồi. Clip này hơi dài xíu, mình không có review, nhưng mà ý là chỉ
tán gẫu chút xíu với các bạn vậy thôi. Thì chốt lại là nếu mà bạn vẫn các bạn vẫn còn yêu thích channel của mình á, thì các bạn có thể share lên Facebook của các bạn để cho nhiều người được biết. Hoặc là nếu mà bạn nào chưa subscribe á, thì bấm subscribe ủng hộ mình rất là cảm ơn. Mỗi lần mình thấy cái subscribe mà nó tăng tăng lên mình rất là vui. Ý, không phải là giống như là ý là mình được các bạn ủng hộ, các bạn tin tưởng mình, các bạn mới bấm subscribe để theo dõi mình rất là ngưỡng mộ, nên mình rất là biết ơn các bạn. Thì giống như là mình chia sẻ lẫn nhau thôi đúng không? Mình biết những gì thì mình chia sẻ cho các bạn biết, hoặc là các bạn biết những gì thì các bạn chia sẻ lại cho mình, mình hai bên đều có lợi với nhau thôi đúng không? Thì mục đích của mình làm channel là chỉ có vậy thôi, chứ mình không có buôn bán gì, với nó phiền lắm. Tại vì các bạn nghĩ đi, nếu mà mình buôn bán nước hoa đi, thì đã khi mà nhiều nhiều khi mua nước hoa mình, ví dụ giả sử như mình mua trong shop đi thì nó hơi mắc, mà giả sử như mình mua gian dối thì mình mua online rẻ, cái mình bán lại cho các bạn giá gốc, nhiều khi về nó hàng, nhiều khi mấy cái hàng cũ á đúng không, vì sao nó xài không, nó giữ độ lưu hương nó không được lâu đó, tại sao mình mất lòng không đúng không, rồi các bạn ghét mình không, thà mình không có buôn bán, mình review chơi thôi đó, thì bạn thích bạn coi, bạn không thích thì thôi đúng không, không có mất lòng nhau. Còn giờ mình buôn bán thì sẽ bị thế nào cũng bị chửi. Đó là lý do tại sao mình ngay từ đầu mình làm channel này, mục đích của mình chỉ là vui chứ mình không có buôn bán, không có làm ăn gì hết đó. Điều cuối cùng mình muốn nói nữa là giống như mình không có thể dừng lại được cái này, mình đam mê nó quá, giống như nhiều khi muốn ngưng á, không có muốn mua nó nữa, nhiều kêu nhiều quá rồi mua không có xài hết, mà cứ thấy chai nào nó ngon ngon cứ mua hoài bị ghiền này. Giống như những bạn nào mà bị như mình á, các bạn mới hiểu được rồi, giống như mua không dừng lại được, bây giờ mình muốn dừng lại cứ cứ hứa với lòng à không mua nữa, không mua nữa, không mua nữa, cái hồi cái cứ thấy đi 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 vòng 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 thấy chai nào ngon, ôi thôi mua đi, thôi mua đi, mua chai cuối cùng, mua chai cuối cùng, cứ lúc nào cũng cuối cùng cứ chai nào cũng là cuối cùng. Thì đó là ý như vậy đó. Hay thì clip này 22 phút rồi, thôi mình xin dừng lại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở clip sau.